Quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Phạm. Em chuyên tư vấn về các chương trình đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu, cũng như là giúp người Việt Nam mình mua nhà trên 50 tiểu bang của Mỹ, tiết kiệm chi phí nhất và an toàn tối đa cho nhà đầu tư. Thì hôm nay em xin giới thiệu với quý anh chị một cái căn condo ở thành phố là San Diego, tiểu bang California. Hiện nay giá bán của cái condo là khoảng 499.000 đô la Mỹ cho một cái căn condo là 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Diện tích là 1042 square feet, tương đương với khoảng là 100 mét vuông. Zip code là 92103. Năm xây dựng là năm 1988. Hai chỗ đậu xe, hoa phí là 521 đô một tháng. Giá trị của căn nhà trên thị trường là khoảng 494.000 đô. Cái thuế năm 2018 của căn nhà là 5.519 đô la. Thuế tài sản là khoảng 316 đô một tháng, bảo hiểm là 175 đô và hoa phí là khoảng 521 đô. Giá cho thuê ước tính là 2.500 đô la một tháng. Như vậy nếu mà mình cho thì ngôi nhà này gần trường học, trường tiểu học, trung học và trung học phổ thông. Sau đây mời anh chị đi tham quan chi tiết căn nhà. Đây là phòng khách. Đây là nhà bếp. Đây là khu vực giặt đồ. Đây là phòng ngủ số 1. Mỗi phòng đều có toilet riêng. Đây là phòng ngủ số 2. Đây là ban công. Có một cái hồ tắm nhỏ. Đây là lối đi vào các condo. Đây là hầm gửi xe. Em vừa trình bày xong cái căn condo ở thành phố San Diego. Thì nếu quý anh chị nào muốn sở hữu bất động sản ở Mỹ, tiết kiệm chi phí và an toàn tối đa, thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0908 693 563 gặp Thiên Phạm để được tư vấn chi tiết nhất. Em xin chân thành cảm ơn và chúc quý anh chị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui.